Thuốc điều trị nấm. Đại đa số những người bị bệnh nấm là bị nhiễm ở ngoài da hoặc niêm mạc các hốc cơ thể. Bệnh nấm này khó điều trị và có khi đe dọa đến cuộc sống bệnh nhân. Trong những năm gần đây, việc điều trị bệnh nấm này càng trở nên quan trọng vì tỷ lệ những người bị nhiễm nấm cơ hội ngày càng tăng. Những người bị nhiễm nấm cơ hội là những người dùng thuốc ức chế miễn dịch sau phẫu thuật cấy ghép cơ quan, người bị ung thư, những người bị suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, việc bội nhiễm nấm ở đường tiêu hóa, nhiễm nấm cục bộ do lạm dụng các kháng sinh phổ rộng như tetracycline ngày càng phổ biến. Vì vậy, việc nghiên cứu sử dụng thuốc điều trị nấm không ngừng phát triển và thuốc điều trị nấm ngày càng phong phú. 1. Phân tích được tính chất lý hóa của nhóm thuốc điều trị nấm để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong chương. 2. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Đầu tiên, người ta phát hiện thấy rằng các axit béo có trong mồ hôi có tác dụng kìm nấm. Từ đó, các axit béo hoặc muối của chúng được dùng trong điều trị. Sau đó là các muối kẽm và đồng. Các axit thơm, đặc biệt là axit salicylic và các dẫn chất của nó, do có tác dụng làm chóc lớp sừng trên da, nên được đưa vào điều trị nấm. Tất cả các thuốc nêu trên chỉ có tác dụng tại chỗ để điều trị nấm ngoài da. Khi nhiễm nấm ngoài da sâu, các thuốc trên không có tác dụng. Và kháng sinh GGCO Fulvin được đưa vào sử dụng với tác dụng toàn thân. Sau GGCO Fulvin, các kháng sinh polyen cũng được đưa vào điều trị vào những năm 1960. Ở các phòng thí nghiệm ở Bỉ đã khám phá ra các dẫn chất imidazole thân dầu có phủ kháng nấm rộng, và từ đó các dẫn chất imidazole và terazone có tác dụng tương tự cũng được đưa vào sử dụng. Gần đây, các thuốc kháng nấm mới thuộc loại anlinamin như naptifin và terbinafin đã được đưa vào điều trị bệnh nấm. Sau đây là các nhóm chính dùng điều trị bệnh nấm hiện nay. 1. Các azone kháng nấm. Do cơ chế tác dụng giống nhau, các dẫn chất imidazole và thiazole được gộp vào cùng một nhóm và gọi chung là các azone. Về tác dụng, các azone có tác dụng chống nhiễm nấm bề mặt ở da và niêm mạc, có tác dụng chống các loại nấm gây nhiễm toàn thân. Ở nồng độ cao, chúng có tác dụng diệt nấm, ở nồng độ thấp chúng có tác dụng kìm nấm. Về tác dụng, các thuốc dẫn chất terazone ức chế cytochrome P450 kém hơn loại imidazole. Đối với các candida albicans, các thuốc azone ức chế việc biến đổi bào tử trồi thành sợi nấm gây bệnh. Về cấu tạo hóa học, tất cả các hợp chất nhóm này phải chứa nhân imidazole hoặc 1, 2, hoặc 4 terazone và có tính bazơ yếu. Sau đây là hai thuốc chúng ta cùng tìm hiểu trong bài. Clotrimazole, ketoconazole. Clotrimazole. Dưới đây là công thức hóa học và tên khoa học của clotrimazole. Lý tính. Bột kết tinh trắng hoặc hơi vàng. Thực tế không tan trong nước. Tan trong ethanol và diclorometan. Khó tan trong ethe, tan trong các axit vô cơ loãng. Điểm chảy khoảng từ 141 đến 145 độ C. Hóa tính. Hóa tính của clotrimazole là hóa tính của nhân imidazole và của gốc phenin. Chế phẩm không tan trong nước. Thêm axit hydrochloric loãng, lắc, tan hoàn toàn. Bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan, dùng môi axit acetic khan, chỉ thị naptobenzin. Trong phương pháp này, một phân tử clotrimazole phản ứng với một phân tử axit perchloric, hấp thụ từ ngoại, vô cơ hóa rồi xác định sự có mặt của ion chloric bằng thuốc thử bạc nitrat. Công dụng. Dùng ngoài để điều trị nấm ngoài da do candida albicans gây ra. Điều trị nấm ở thân, háng, bàn chân và nhiều loại nấm ngoài da khác. Dạng bào chế. Kem bôi 1%, dung dịch dùng ngoài 1%, dung dịch rửa 1%. Viên nén đặt âm đạo 100mg và 500mg. Để phòng và điều trị nấm ở miệng, hầu. Do các loại candida gây ra, dùng dạng viên hình thoi lô rừng 10mg để ngậm. Tác dụng phụ. Tuy thuốc có tác dụng kháng nhiều loại nấm, uống hấp thu tốt song do gây rối loạn tiêu hóa nặng, nên không dùng để điều trị nhiễm nấm toàn thân.
Đây là công thức và tên khoa học của ketoconazole. Tính chất: bột kết tinh trắng hoặc hầu như trắng. Thực tế không tan trong nước. Dễ tan trong dichloromethane, tan trong methanol, hơi tan trong ethanol, nóng chảy ở 148 đến 152 độ C. Định tính: so sánh phù hồng ngoại với phù của chất chuẩn. Xác định bằng cách vô cơ hóa rồi dùng thuốc thử bạc nitrat. Dùng phương pháp đo phù hấp thụ từ ngoại. Dùng các thuốc thử chung của alkaloid để định tính. Định lượng: dùng phương pháp đo axit trong môi trường khan. Dung môi là hỗn hợp axit acetic khan và ethylmethylceton, chỉ thị đo điện thế. Một phân tử ketoconazole phản ứng với hai phân tử axit perchloric. Dùng phương pháp đo phù hấp thụ từ ngoại. Công dụng: điều trị bệnh nấm do các loài blastomy gây ra, giống itraconazole. Điều trị bệnh viêm phổi, viêm màng bụng, viêm đường tiết niệu, bệnh nấm miệng, hầu. Âm hộ, âm đạo do các loài candida gây ra. Điều trị nấm phổi, nấm móng, nấm huyết. Ngoài ra, ketoconazole còn dùng điều trị ung thư biểu bì, hội chứng khớt sinh, phụ nữ rậm dâu. Là thuốc kháng nấm phổ rộng, dùng uống để điều trị nhiễm nấm toàn thân. Ketoconazole dễ tan trong môi trường axit của dạ dày nên dễ hấp thu. Vì vậy không dùng đồng thời với các thuốc làm giảm pH dạ dày. Dạng bào chế: kem bôi 2%, dâu gội 1%, hỗn dịch uống 100mg trên 5ml, viên nén 200mg. 2. Anilamin và các hợp chất liên quan. Chất đầu tiên của nhóm là nafertifin, được phát hiện một cách tình cờ là có tác dụng chống nấm. Khi nghiên cứu liên quan cấu trúc và tác dụng của một loạt dẫn chất thế nafertifin, người ta đã tìm ra một hợp chất mới có tác dụng mạnh hơn là terbinafine. Và hai thuốc này được chấp nhận dùng điều trị nấm khu vực như nấm bàn chân, nấm ở đùi, nấm ở thân. Ngoài ra, tonafertat, mặc dù không phải loại anilamin, song cơ chế tác dụng và phổ tác dụng tương tự các anilamin, nên cũng xếp vào nhóm này. Cơ chế tác dụng: các anilamin ức chế việc sinh tổng hợp ergosterone ở giai đoạn đầu tiên để nấm bị tiêu diệt. Khác với các thuốc kháng nấm loại azole, các anilamin không ức chế enzyme cytochrome P450, enzyme tham gia sinh tổng hợp hormone steroid và chuyển hóa thuốc. Kháng sinh chống nấm: một số kháng sinh chống nấm có cấu tạo phức tạp, được phân lập từ vi khuẩn trong đất, đều chứa lactone lớn với hệ dây nối đôi luân phiên. Các chất này khác các kháng sinh macrolide loại erythromycin về kích thước vòng lactone và sự có mặt của hệ dây nối đôi liên hợp, nên chúng được gọi là các polyene. Dựa vào kích thước vòng lactone, các kháng sinh chống nấm được chia làm hai nhóm. Các polyene có vòng 26 cạnh như natamycin, pimaricin, và các polyene có vòng 38 cạnh như enguiestatin và amphotericin B. Các kháng sinh polyene là các thuốc kháng nấm phổ rộng, tác dụng mạnh trên các nấm men sinh bệnh, mốc và nấm già. Tuy nhiên, do độc, khó tan trong nước và không vững bền về mặt hóa học, nên việc sử dụng trong điều trị nhiễm nấm toàn thân bị hạn chế. Chỉ có amphotericin B là được dùng để điều trị nhiễm nấm toàn thân nặng dưới dạng dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch. Các kháng sinh polyene khác chỉ dùng điều trị nhiễm nấm bề mặt. Về cơ chế tác dụng, các kháng sinh này liên kết với các sterol trên màng tế bào nấm, làm thay đổi độ thấm của màng, nên các thành phần quan trọng trong tế bào bị thoát ra ngoài, đặc biệt là ion kali, và nấm bị tiêu diệt. Tùy theo nồng độ mà các kháng sinh polyene có tác dụng kìm nấm hoặc diệt nấm. Amphotericin B. Amphotericin B được phân lập từ loài xạ khuẩn Streptomyces, có trong mẫu đất lấy từ Venezuela vào năm 1956 bởi Gâu và cộng sự. Về sau, người ta xác định rằng đây là hai chất có cấu tạo rất giống và đặt tên là amphotericin BA và B. Amphotericin B có hoạt tính mạnh hơn và được dùng trong điều trị. Lý tính:
bột kết tinh màu vàng hoặc vàng da cam. Thực tế không tan trong nước và ethanol. Tan trong dimethyl sulfoxit và propylene glycol. Khó tan trong dimethyl formanid. Rất khó tan trong methanol. Hóa tính. Hóa tính chính của amphotericin B là của hệ dây nối đôi luân phiên của nhóm amin và nhóm carboxylic tự do. Vì có tính lưỡng tính nên có tên gọi là amphotericin. Tạo muối hơi tan trong khi tác dụng với axit hydrochloric hoặc các dung dịch hydroxit kim loại kiềm. Dễ mất hoạt tính khi tiếp xúc với ánh sáng trong môi trường kiềm hoặc môi trường axit. Hấp thụ từ ngoại. Các dược điển dùng phương pháp vi sinh để định lượng amphotericin B. Công dụng. Amphotericin B có tác dụng chống nấm và nguyên sinh động vật. Điều trị các bệnh nấm gây ra do Aspergillus, Fumigatus, Blastomyces, Dermatitis, Candida, Coccidioides, Immitis, Cryptococcus, Neoformans, viêm màng trong tim do nấm, viêm nội nhãn do nấm Candida, bệnh nấm do Histoplasma capsulatum. Điều trị các bệnh nấm huyết, nấm đường tiết niệu, viêm màng não do các loại Naegleria. Dạng bào chế, bột đồng khô pha tiêm, gồm amphotericin B 50mg, natri dioxycholate 41mg, natri phosphate 20,1mg, kem bôi ngoài 3%, dung dịch dùng ngoài 3%, thuốc mỡ 3. Nystatin là kháng sinh polyen được phân lập lần đầu tiên vào năm 1951 bởi Hazen và Brown. Bột kết tinh màu vàng hoặc hơi vàng, dễ hút ẩm, rất khó tan trong nước. Dễ tan trong dimethyl formamid, khó tan trong methanol. Thực tế không tan trong ethanol và ethe. Nystatin không bền với nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Hóa tính của nystatin tương tự hóa tính của amphotericin B, nghĩa là tính bazơ của nhóm amin, hóa tính của nhóm chức axit tự do và hóa tính của hệ dây nối đôi luân phiên. Song hệ này không dài bằng hệ dây nối đôi trong amphotericin. Vì vậy, phổ hấp thụ từ ngoại của nystatin khác với phổ hấp thụ từ ngoại của amphotericin B. Hấp thụ từ ngoại. Công dụng. Dùng để phòng và điều trị nấm miệng, hầu, nấm ngoài da, nấm âm hộ, âm đạo do các loại candida gây ra. Ngoài ra, còn dùng để điều trị bệnh nấm dâu, nấm da đầu. Dạng bào chế. Hầu như không hấp thu qua đường uống. Nên dạng bào chế là dạng kem, bột pha để súc, viên đặt âm đạo. GCO Fulvin. Lý tính. Bột rất mịn, màu trắng hoặc trắng hơi vàng. Kích thước thông thường dưới 5 microsoft, không mùi, không vị. GCO Fulvin thực tế không tan trong nước, dễ tan trong dimethyl formamid và tetrazacloethan, khó tan trong ethanol và methanol, nóng chảy ở khoảng 220 độ C. Hóa tính. Hóa tính của GCO Fulvin là hóa tính của nhân thơm, của nhóm methô xí gắn, vào nhân thơm, của vòng 2-si clohexen âm 3,4, dion, nghĩa là hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại, cho phản ứng tạo màu với thuốc thử Marki, formaldehyde, và axit sulfuric đặc, cho phản ứng của ion clo sau khi vô cơ hóa chế phẩm. Để định tính, các dược điển hay dùng phản ứng tạo màu với kali bibicromat và axit sulfuric, tạo màu đỏ vàng. Định lượng dùng phương pháp đo quang phổ hấp thụ từ ngoại, đo ở bước sóng 291 nanomet, lấy giá trị A, 1%, 1cm, là 686 để tính kết quả. Công dụng. Dùng để điều trị nấm, như nấm da trên thân, nấm ở háng, nấm bàn chân, nấm da đầu, và tóc, nấm râu, nấm móng. GCO Fulvin không có tác dụng đối với bệnh nấm do Candida gây ra. Dạng bào chế, viên nang, viên nén.